Anh chị xin chào tất cả anh chị và các bạn. Ngày hôm nay lại trở lại một lần nữa để đưa tin cái breaking news cho tất cả các anh chị và các bạn ngày 5 tháng 2 năm 2020 từ đài NBC của Mỹ. Anh chị cũng biết là cái Tổ chức Y tế Thế giới, thì nếu như mà có bất cứ chuyện gì xảy ra trên toàn thế giới thì cái tổ chức này luôn luôn lúc nào cũng nhập cuộc đầu tiên nhất. Thì với cái dịch corona lần này, cái con số mà họ đứng ra để mà xin và kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thế giới là con số rất là cao, đã lên tới 675 triệu đô la, chủ yếu là để mua thiết bị phòng chống rồi hỗ trợ cho tất cả những cái bệnh viện ở Trung Quốc. Hiện tại chắc có lẽ là số tiền này chỉ sử dụng trực tiếp cho Trung Quốc mà thôi, tại vì những nước khác thì cái con số mắc bệnh cũng lên đến 10-15 người thì chưa có quá nặng để mà cần sự trợ giúp. Cho nên con số này thì chủ yếu chắc có lẽ là chỉ sử dụng cho đất nước Trung Quốc mà thôi. Các anh chị theo dõi cái bản tin kế tiếp để thấy được là có một người nào đó nữa đã đang nhúng tay vào cái việc này. Dường như là trên thế giới này có rất 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 là nhiều những người giàu có, gọi là billionaire đó, là những người mà tỷ phú thì có rất là nhiều chứ không phải là một. Nhưng mà người đầu tiên đứng ra trợ giúp cho cái dịch tràn lan này, người đó không ai khác, đó là Bill Gates. Bill Gates đã đứng lên chính thức cho cái số tiền cho cái dịch lần này là 100 triệu đô la, 100 million. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có thông tin chính thức là Bill Gates sẽ cho 100 triệu này cho cái Tổ chức Y tế Thế giới hay là cho 100 triệu này trực tiếp tới đất nước của Trung Quốc. Mình không biết là nếu như mà ông cho trực tiếp tới đất nước Trung Quốc thì số bệnh viện và cái số người mà để được trợ giúp với cái số tiền này có được đủ 100 triệu hay không, hay là nó rơi rớt dọc đường mình không biết được. Một lần nữa em chỉ cho các anh chị và các bạn xem cái biểu đồ lây lan và phát triển mạnh như thế nào. Khi mà phát hiện là ngày 23 tháng 1 thì con số rất là ít. Hiện tại trong cái biểu đồ này là ngày 4 tháng 2 của năm 2020 thì cái con số đã lên gần đến 25.000 người rồi các anh chị và các bạn. 25.000 người nha. Cái con số đó là cái con số mà quá là lớn, mà chưa biết là đã phải chính thức chưa hay là còn một số người còn đâu đó và chưa có được báo cáo nữa. Con số người chết đã lên đến 490 người hay là 492 người rồi gì đó các anh chị và các bạn ơi. Nó là cái, đây là cái gọi là như thế nào nhỉ, cái hiểm họa của trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có riêng ai nữa. Đó là lý do tại sao mà Mỹ và tất cả các nước trên thế giới đều nhập cuộc để mà có thể ngăn chặn được cái hiểm họa của thế giới như lần này. Trung Quốc thì không biết bây giờ đã có nhận ra là mình đã bưng bít và bao che để mà làm cho cái đất nước của mình bị nặng hơn như vậy hay không, hay là vẫn còn thấy là bình thản và những gì mình đang làm là đúng. Nhưng mà là một lần nữa Angie rất là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái clip của Angie. Nếu thích thì nhấn subscribe để được Angie đưa những cái tin cập nhật mới nhất từ Mỹ. Angie đọc những cái tin này là hoàn toàn từ những cái website và cái đài chính thống của Mỹ mà thôi, chứ không có lấy tin từ ở đâu hết á, không có lấy tin bất cứ trên cái mạng nào hay là những cái clip nào khác hết. Toàn bộ những gì Angie đưa tin là đều từ cái hệ thống chính thống, từ những cái trang mạng và những cái đài truyền hình của Mỹ. Angie rất là biết ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe và đã subscribe cho Angie trước đó. Anh chị nào chưa có subscribe mà muốn có được thêm những cái thông tin mới thì nhớ nhấn like và subscribe cho Angie để Angie có cái động lực để làm thêm những cái clip khác nha. Angie xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.